Hát bên này. Bên là đèn chớp rồi. Càng ngắm nhiều rồi. Đậu đậu nha. Quay pha gì ra đi yếu xìu trời. Con pha bên đây cũng yếu xìu nữa hả? Kì. Bây giờ mở cái pin ra rồi. Đó, bỏ cái là quay rồi đó. Rồi đi qua đây, theo bước 2. Tính tạm cho. Thôi. Bên đội nón lên. Bên cầm không có được đâu. Trời. Nó lật qua lùm lại á. Nó lật tùm lum hết trơn rồi bác hai. Hả? Lật lum sao quậy. Đi từ từ á, đi từ từ á, đi từ từ đi từ từ á, 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 đi từ từ á. Nhà nhớ tưới nó nha ông Khang. Dạ. Chút xíu rồi, tưới. Mấy mốt nó lớn lên là chỗ này mát nè. Rồi, đây một cây. Đúng là một cây nữa. Phần nãy bứng cái nó bị đứt đất. Bích này làm thái. Tối. Anh đi à? Anh chạy mua từ giá.
kêu Khang ra cầm giùm con đi. Khoan từ từ. Dạ, là lắp cái cán sẵn luôn không chú Tư? Chạy lên chỗ mà trên ngã ba bển hả ba? Cái chỗ trường đường lên Bà Tư đó đúng không? Đúng rồi. Chạy qua hỏi nó giáp danh ngay chỗ Út Hừng nữa. Con vừa qua giáp danh giữa Hưng Long với Bình Chánh á là bên tay phải luôn, quán Út Hừng. Quay chỗ có người á. Ơi. Ơi. Giá chút lắm chứ phải giá chỗ bê tông. Đổi bài đổi lại đi. Nói cái giá xúc đất á, giá đào đất chứ phải giá đó. Giá đó giá chỗ bê tông. Giá đổi lại cái giá khác. Tối quá. Gì vậy? Hư rồi hả? Sao nó cứ hết pin hoài em biết. Vậy giúp để mất hai đi sạc đi. Thằng mập. Quay chi ngoài hả? Thử coi. Quay về lồng tiếng vô hả? Ừ. Lồng tiếng sao? Có phần mềm hả? Có phần mềm. Phần mềm nó gì? Chưa đủ pin nè, nó lắc lắc lắc. Lắc. Phần mềm nó tên gì? Socket. Có bản quyền không? Không. Mềm miễn phí. Tải trên mạng hả? Ừ. Podcast đó hả? Socket á. Sọt kết hả? À, được rồi nè. Đồng viên này nè. Đó không? Đúng rồi. Chưa, nó chưa đủ pin. Nó ẩm quay ngon lành lắm. Quay tùm lum hết trơn. Nó không được mịn. Mịn là do điện thoại chứ. Cái vừa khô không mà đi ngang nó ớn quá. Nó đứng ngay chỗ đó đó, với vòng vòng ở đây là nó dụng xuống chết luôn. Nó dụng xuống hoài à.
Dở lên được chưa? Dễ bự lắm. Dễ sâu múc dưới nè, cái này nè. Cây nhỏ à, cây nhỏ này sống chắc à. Dễ nó không bị hết. Cây nhỏ này nó đeo theo cây lớn mà. Rồi xong cái mai đã bứng xong. Lắc dữ vậy.
quay phim mà. Vừa khô đây rụng hoài nha, đi cẩn thận nha. À, giờ chặt pin nữa quay rồi con ngon lành không? Mấy cây sung này, cái sung hết rồi hả? Thank you.
vào vị trí mới. Cái mai vào vị trí mới. Thấy gì vậy? Bị ngược nắng phải không? Không thấy phải không? Qua đây nè mới thấy. Đâu rồi? Thà thấy rồi. Camera sáng luôn. Không chơi đầu ít à, không chơi thăm xuống ít à. Được, mô là chết. Mô là chết, mô là chết. Thì con đứng kỳ quá ha. Đào bờ là lỗ sâu dữ vậy hả? Đẹp không? Lục xuống lên à. Chục đứng hình như là nó hư rồi, nó không có kìm được. Lấy cái xuống á cắt luôn. Ta đẩy lên đây, ta trộn đi. Nó mới nhiều. Múc múc cho đá, sao cho cát đi, trộn luôn nhiều. Đây luôn hả? Ừ, đổ xuống luôn. Ở đây có nước không? Đá đâu vậy? Đá đâu vậy? Đá còn nước không ạ? Nó đổ vào nước còn chưa đó. Đúng rồi. Ba lửa chân con dưới rác rồi.
Đem đi chợ rồi, nó đi với lại mẹ nó rồi. Về rồi bà. Về hả? Chắc nắng mẹ nó về. Đi mà nắng thì cái mặt nó đỏ lòm. Bố bà giờ đi, thấy cái đầu rồi, lấy cái bà giống như lấy sẻ nó trộn cái đó mất giờ. Thank you.
Bây giờ là 18 giờ, kết thúc một ngày các cái công việc như là đào đường ống thải nè. Kết thúc một ngày là có một mâm mà. Đó. Dân toàn